Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Phim Tết Hẻm Cụt lên top 1 trending, Trấn Thành đau lòng vì nội dung bị dò dỉ. Trấn Thành vừa thông báo trên trang cá nhân, phim Hẻm Cụt đã lên top 1 trending YouTube sau 18 giờ đăng tải. Trấn Thành đau lòng khi một số tài khoản TikTok đăng tải trích đoạn trong phim của anh trước giờ lên sóng. Phim mới của Trấn Thành đã lên top 1 trending YouTube sau 18 giờ đăng tải. Hẻm Cụt cũng nhận được những phản hồi tích cực của khán giả với những lời bình luận như xem mà cười mệt nghỉ luôn, hay quá anh ơi, phim này hay mà vui, nằm coi cười một mình luôn, coi cười muốn xỉu, phim hay lắm anh ơi. Trước đó, Trấn Thành livestream chia sẻ với người hâm mộ niềm vui về bố già, kèm theo đó là sự bức xúc, khó chịu khi Hẻm Cụt đang bị một số tài khoản ẩn danh phát tán tràn lan dù phim chưa ra mắt. Anh chia sẻ, trời ơi, phim Hẻm Cụt tôi chưa kịp phát gì hết mà các bạn lên trên TikTok, các bạn phát hết rồi. Mấy bạn ơi, giao cho Thành năn nỉ mọi người nha, mình đừng có làm như vậy, tội nghiệp tôi quá mà. Một bộ phim hay là do nội dung bí ẩn đúng không? Rồi các bạn vào xem chọn tập các bạn mới thấy hay. Nhiều khi cứ cắt phim thành 1-2 phút, rồi phát trên TikTok là sao? Tôi buồn ghê luôn đó. Theo lời nam diễn viên, để có hoàn thành một dự án đòi hỏi công sức của cả ekip và bỏ ra chi phí không hề nhỏ. Đáp lại, anh chỉ mong sẽ nhận được lượt view nếu chiếu trên YouTube hoặc mua vé đến xem nếu chiếu rạp. Bây giờ cái gì các bạn cũng đăng lên hết thì làm sao? Tôi cũng không biết nói sao. Cái này là ý thức của mỗi người thôi. Chúng ta hãy thật sự nghiêm khắc với điều này. Bởi khi các bạn đăng trên TikTok thì giống như mình lấy đồ của người ta rồi để ở nhà mình vậy đó. Tôi thấy buồn ghê, không biết nói sao. Nam diễn viên bày tỏ, Trấn Thành cho biết Hẻm Cụt phát sớm trên trang của nhà tài trợ trước khi được trình làng YouTube. Đó là lý do khiến nhiều người đã cắt clip để đăng tải trên TikTok. Đây không phải là lần đầu tiên Trấn Thành gặp phải tình huống này. Trước đó, vào thời điểm bố già ra mắt, mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip chia sẻ về đoạn kết của phim khiến công chúng không khỏi phẫn nộ. Bản thân Trấn Thành cũng từng lên tiếng, mong khán giả đừng tiết lộ tình tiết quan trọng của phim sau khi xem.